24 tháng 5. Trồng cây này hả? Bứng cây này, con bứng con đem về tỉnh lại, bà con nào lại đây phái cây nào bưng cái đó về nha. Có trái cũng có luôn nha. Anh Duy, bữa nay em ke đầu rồi hả? Không. Bà con cần kích cỡ, cỡ nào con cũng có đáp ứng nhu cầu cho bà con hết trơn. Làm lại cái giường cho nó đẹp quá. Cái chuẩn gã bầu á nha. Này, cái này là của con đã có trái luôn nè. Có lớn nè, có trái nè. Nè, ai nói cây lá nhỏ, trái nhỏ. Nè, con xem được con trái này có nhỏ không? Lá này nó có nhỏ xíu nè. Nó đâu có lớn đâu. Cây như vậy còn còn bứng cho bà con mà. Bà con cứ việc mua cây của con thì yên tâm đi. Còn bứng. Tảng đá hết. Bà con ở đây là một cái khu vực nhỏ. Giữ cái trái đó là giờ dở cái cây nha. Thao, ê đừng có động bầu quá nó. Rồi để nằm im vậy luôn đi rồi cho nó đi đi. Cái bầu này quá trời to rồi. Giữ cái trái đó luôn á. Đừng có động cái bầu quá, gã bầu hạn chế. Bầu này quá. Nặng gít mẹ. Để đại đi. Bứng về kiểu này gã bầu con nuôi lại cho tỉnh rồi. Bà con cô chú nào cần thì lại bưng về luôn. Có trái ăn luôn. Đẩy nó đừng có tháo nữa dục ra. Đây là con chơi ăn thực tế không à. Đủ kích cỡ ở trong nữa. Cây nào của con cỡ 2,5 m, 3 m. Con cứ gì theo dõi con đi. Con còn nhiều cái hàng độc lắm. Theo dõi con giờ từ từ bà con thấy cái hàng độc của con. Có một số cô chú hỏi con lá vàng vàng như thế này bệnh gì con cũng không biết nữa, mà nó vẫn lớn bình thường nè. Như cây này nè, lá nó cũng vàng mà nó lớn là nó cũng xanh lại, con cũng không biết nguyên nhân gì nữa. Con gãy phân vô thì nó xanh lại á. Có cây thì nó tốt, nó xanh mịt trời luôn. Con cũng không biết cái cây này nó có cái nguyên nhân gì, con cũng chưa có tìm hiểu được đó nữa. Nè. Thôi chào bà con nha.